Bến chào các bạn, nếu như trong mắt cánh mày râu, ba vòng đầy đặn, đôi chân trắng hồng thon dài là điểm thu hút các ông, vậy thì đối với chị em, đâu là bộ phận của phái mạnh mà họ muốn ngắm nhìn và chạm nhất? Cơ thể cân đối, bờ vai vững chắc hay là đôi chân dài? Thật ra từng bộ phận đều có những nét quyến rũ riêng, đậm chất đàn ông nam tính khiến cho bao chị em say đắm. Nào, mình cùng khám phá xem phụ nữ thích sờ chỗ nào nhất của đàn ông và tại sao chúng lại làm phái yếu say đắm. Các ông tranh thủ bơi vào mà xem, còn các chị em thì check thử xem đúng không nha. Đầu tiên chính là mái tóc, cũng như đàn ông thích luồn tay vào mái tóc mềm mại của phụ nữ thì các chị em cũng rất thích chơi đùa với các sợi tóc ngắn và cứng cáp của đối phương. Khi xoa nhẹ tóc của đàn ông khiến cho người con gái trở nên dịu dàng và thoải mái hơn. Người đàn ông thì như biến thành một đứa con nít ngoan ngoãn vâng lời, tạo cảm giác muốn che chở, yêu thương người đàn ông của mình. Bên cạnh đó, nếu tinh ý, anh em sẽ nhận ra khi làm điều ấy, chị em đang cần người để nói chuyện, tâm sự, có thể là chuyện công việc, gia đình hoặc là chuyện của hai người. Bạn nhớ để ý điều này nha, nó sẽ giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ trên nhiều phương diện giữa hai người đấy. Thứ hai là gương mặt. Gương mặt là một trong những nơi phụ nữ thích sờ nhất của đàn ông. Nó có sức hút khủng khiếp với bất kỳ phụ nữ nào. Bạn có thường thấy rằng các chị em rất thích nhắm mắt lại và chạm vào từng nơi trên khuôn mặt như là mắt, môi hay là gò má, cánh mũi. Có một nghiên cứu chỉ ra rằng khi người con gái muốn nhắm mắt và cảm nhận thì lúc ấy chị em đang rất yêu bạn, muốn ghi nhớ từng xúc cảm ấy mãi mãi, không muốn tách rời. Một thoáng bình yên ấy đủ để cả hai nhớ suốt đời và lúc ấy chị em sẽ cảm thấy thật thoải mái và thư giãn trong vòng tay bạn. Nếu như bạn không có gương mặt điển trai thì không sao, chỉ cần một bộ phận nào đó trên khuôn mặt vẫn làm cho một cô gái mê luyến vẻ đẹp ấy. Nhưng các ông cũng đừng quên chăm sóc nó, bởi vì khuôn mặt chính là nơi chị em thích sờ lên. Chắc hẳn không có cô gái nào thích sờ lên một khuôn mặt bóng dầu nhiều mụn đâu nha. Thứ ba là yết hầu và cổ. Nói đến điểm chí mạng trên cơ thể nam giới, phải kể đến yết hầu. Đây được coi là nơi nguy hiểm với các chị em khi sờ vào chúng. Một hành động như là uống nước thì yết hầu sẽ chuyển động, và khoảnh khắc ấy thực sự đã đốn tim rất nhiều bạn nữ. Nhắc đến bộ phận này, bạn sẽ nghĩ đến trend khá nổi trên TikTok chụp ảnh với yết hầu của bạn trai. Như vậy bạn đã thấy được sự hấp dẫn của bộ phận này chưa? Một số nghiên cứu chỉ ra rằng khi chạm vào yết hầu có thể tăng khả năng ham muốn của nam giới. Vậy thì có nên chạm không nhỉ? Câu trả lời phụ thuộc vào bạn đấy. Thứ tư là xương quai xanh. Anh em mình thường bị hấp dẫn bởi xương quai xanh tuyệt đẹp của các cô gái, nhưng chính chị em cũng bị xương quai xanh của các chàng trai hớp hồn. Phần xương quai xanh mảnh, có phần nhô cao cùng với độ cong hoàn mỹ, chính là ưu điểm giúp đàn ông diện đồ đẹp hơn. Có nhiều chị em còn có phần ghen tị khi xương quai xanh của mình còn không đẹp bằng nhiều chàng trai. Xương quai xanh là bộ phận nữ giới không chỉ thích chiêm ngưỡng mà còn thích sờ. Các chị em thường nói đùa, chỗ ấy quyến rũ mình lắm, không cưỡng lại được. Thứ năm là bộ ngực trần. Hơn 90% phụ nữ đều thích vuốt ve bộ ngực của đàn ông. Tại sao lại vậy? Bởi vì ngực là nơi chứa trái tim. Khi chạm lên từng nhịp đập va vào tay các chị em, tạo nên âm thanh lạ kỳ, quyến rũ. Không gì thu hút bằng việc người đàn ông mặc áo sơ mi hoặc là áo ba lỗ để lộ bộ ngực nở nang săn chắc. Ngoài ra, khi vuốt ve ngực không chỉ đàn ông mà chính phụ nữ cũng sẽ cảm thấy bị kích thích. Bên cạnh đó là cảm giác ấm áp, dựa dẫm của chị em khi chạm vào bộ ngực ấy. Thứ sáu là bàn tay. Các ông hẳn là còn khá xa lạ với hội chứng bệnh tay khống, có nghĩa là người bị thu hút bởi những đôi bàn tay đẹp, thậm chí là nghiện và còn cảm giác là muốn nắm, muốn chạm vào. Cả đàn ông và phụ nữ đều có thể mắc phải, nhưng điều này thì không hề xấu, bởi mỗi chúng ta đều là con người nên sẽ có những nhu cầu tối thiểu. Một trong số đó chính là nhìn ngắm gái đẹp. Một đôi bàn tay có gân, thon dài được các chị em đánh giá cao vì nó thể hiện sự nam tính. Một chút động chạm tinh tế cũng đã đủ làm mê mệt chị em rồi đấy. Thứ bảy là lưng. Phần lưng không chỉ là bộ phận phụ nữ thích sờ nhất, mà đó còn là nơi chị em luôn thích áp lên và nhắm mắt lắng nghe theo từng tiếng đập của chàng. Cảm giác ôm từ phía sau giống như được sưởi ấm cho trái tim đối phương. Sự vuốt ve nhẹ nhàng lên tấm lưng của chàng trai cũng mang lại hiệu quả lớn trong chuyện giường chiếu đấy nha. Đó cũng là cách mà các chị em đang muốn thể hiện sự tin tưởng, muốn gần gũi hơn nữa với người đàn ông của mình. Thứ tám là vòng ba. Phải khẳng định rằng bờ mông của đàn ông hấp dẫn không kém gì phái nữ, thậm chí còn thu hút hơn. Các chị em thường than rằng vòng ba của mình còn không nở nang bằng anh em chúng ta. Khi chúng vừa cong vừa săn chắc, vòng ba siêu phẩm thế này làm sao có thể không thu hút cho được. Đặc biệt trong chuyện ấy, bờ mông gợi cảm sẽ tạo sự hưng phấn, thiêu đốt cả hai người. Và đây cũng là một trong những bộ phận phụ nữ thích sờ nhất của người đàn ông. Thứ 9 là bụng. Phụ nữ thích sờ chỗ nào nhất của đàn ông, không còn băn khoăn nghi ngờ gì nữa. Bạn có thể trả lời được ngay đó là bụng, cho dù có muối hay là không, thì phái nữ cũng rất thích sờ lên và ôm vào lòng. Nhiều anh em tưởng rằng chỉ có mình mới bị hấp dẫn bởi vòng eo con kiến trắng hồng của chị em, nhưng chính chị em cũng rất yêu thích eo của các ông đấy. Mùa đông, chị em đặc biệt thích chạm vào eo, bởi vì sự ấm áp tuyệt đối, đôi khi còn dùng bàn chân để chạm vào sưởi ấm, vừa tạo sự kích thích nhẹ giữa hai người. Thứ 10 là đùi. Bắp đùi là một trong số những bộ phận kích thích trên cơ thể của đàn ông, nên chị em cũng rất muốn khám phá. Bắp đùi săn chắc cùng với đôi chân dài là điểm cực kỳ gợi cảm của người đàn ông. Không chỉ giúp anh em mặc quần áo đẹp mà còn hút hồn phái nữ. Nếu để ý sẽ thấy mỗi lần gần gũi, phụ nữ đặc biệt thích vuốt ve địa điểm này. Cuối cùng là cậu nhỏ. Cái này mình phải để dành nói cuối cùng vì đa phần chị em sẽ không xem tới đây đâu. Giờ mình mới dám chia sẻ bí mật này, anh em nhớ lưu lại nha.
phải đến 99% phụ nữ đều thích nhìn và chạm vào chủ kính của người đàn ông. Theo nghiên cứu, phụ nữ liếc nhìn phần nhạy cảm này của đàn ông còn nhanh hơn tốc độ đảo mắt của nam giới xuống vùng ấy của phụ nữ. Nên là anh em khó có thể nhìn ra được đâu. Không đơn giản mà phụ nữ thích chạm vào cậu nhỏ. Đó là sự kích thích cho cả hai xen lẫn sự tò mò, thỏa mãn xúc cảm của phái nữ. Việc khám phá nơi riêng tư nhất của đàn ông cũng là một điều thú vị đối với phái nữ đấy. Nếu có ai đó hỏi rằng đâu là nơi quyến rũ nhất, gợi cảm nhất của người đàn ông, thì câu trả lời là đây. Ok, giờ ông nào thắc mắc phụ nữ thích sờ chỗ nào nhất của đàn ông thì chắc hẳn đã có câu trả lời rồi đúng không? Mỗi người đều có điểm khác biệt, nhưng để thu hút được phái nữ, các anh em nhớ phải chăm sóc cơ thể thật ngon, luyện tập hàng ngày thật đều đặn, xem nhiều video bổ ích trên kênh một và rồi cứ yên tâm là hiếm có cô gái nào mà không rụng trứng trước anh em nữa ha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn cảm thấy hay và hữu ích thì đừng ngần ngại đăng ký kênh một video, like và chia sẻ một video, chỉ một video mà thôi các bạn nhé.